Chào các bạn, cùng phim review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay tiếp tục mang đến cho các bạn bộ phim tình cảm hài hước Tình cờ ta gặp lại nhau, tập 3 và 4. Phần trước nói đến nam chính Yong-sik, 31 tuổi và không làm được gì cả. Vì bạn gái cũ chế giễu chuyện đó quá kém nên từ đó súng không thể dùng được. Anh lấy hết dũng khí đến bệnh viện, không ngờ bác sĩ lại chính là mối tình đầu của anh. Ban đầu Yong-sik đã nói dối mình là một người thành đạt, muốn giành lại chút thể diện trước mặt mối tình đầu Ruda. Kết quả lại bị bạn trai hiện tại của Ruda, Ji-hwik, vạch trần. Ngay trước khi Yong-sik muốn tự tử, Ruda đã kịp thời đến và thuyết phục được anh bởi một chuyện trong quá khứ. Năm đó hai người đều thích nhau và họ cũng biết tình cảm của đối phương. Ruda vì muốn thân mật với Yong-sik hơn nên đã khuyến khích anh hóa trang thành người lớn để đi xem phim. Trong rạp chiếu phim, hơi thở gần kề và ánh mắt chạm vào nhau trong ánh đèn mờ ảo khiến họ có cảm giác như một đôi tình nhân trưởng thành đang hẹn hò. Khi đó họ xem phim Kẻ săn đuổi do Ha Jung-woo đóng vai chính. Hai người cá cược rằng nếu doanh thu phòng vé của bộ phim đạt 10 triệu thì Yong-sik có thể đề xuất một nguyện vọng với Ruda. Và nếu là ngược lại thì Yong-sik phải thực hiện nguyện vọng của Ruda. Đúng vào lúc này đột nhiên có biến, trên tầng truyền đến tiếng động lạ, Ruda ngẩng đầu lên nhìn. Hình như ở chỗ này Ruda đã bị vật gì đó rơi trúng. Sau đoạn hồi ức đó, Ruda nói rằng doanh thu phòng vé của phim Kẻ săn đuổi không đạt 10 triệu. Theo như kế hoạch thì cô sẽ nói ra nguyện vọng của mình là hai người trở thành người yêu. Nhưng đều trách số phận trêu đùa họ khiến vụ tai nạn đó xảy ra. Ruda nói với Yong-sik rằng anh là người quan trọng nhất đối với cô. Vì vậy hy vọng có thể giúp anh khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Dưới sự khuyên bảo của Ruda, Yong-sik dần dần từ bỏ ý định tự tử. Yong-sik thơ thẩn một mình đi về nhà thì gặp một thầy bói, có linh cảm rằng sẽ tìm thấy một thứ gì đó đặc biệt. Yong-sik tâm sự nỗi khổ trong lòng với thầy bói, lâu lắm rồi anh không được mọi người coi trọng. Sự tin tưởng của Ruda dành cho Yong-sik đã tiếp thêm năng lượng cho anh, nó đã thổi bùng khao khát được sống trong anh. Hôm sau Ruda lo lắng đợi Yong-sik đến, nhìn thấy cảnh này Ji-hwik không ngờ Ruda lại quan tâm đến Yong-sik như vậy. Ngay sau đó, trị liệu chính thức bắt đầu, Ruda bảo Yong-sik ngồi lên máy trị liệu. Yong-sik xấu hổ, mặc dù thấy đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, sợ rằng sẽ làm điều thất thố hoặc la hét trước mặt người mình thích. Ruda để Yong-sik lại phòng khám, còn mình đi đến chỗ giám đốc xin chỉ thị, nói rằng muốn kết hợp với Ji-hwik cùng chữa trị cho một bệnh nhân, sau đó sẽ giao lại hầu hết các bệnh nhân bị tiết niệu cho anh ta. Sau đó Ruda lại bắt đầu tiến hành giai đoạn chữa trị tiếp theo, cùng Yong-sik về nhà để chẩn đoán bệnh tình của anh. Cô bị sốc khi nhìn thấy thế giới màu hồng trong nhà Yong-sik, sau đó khi kiểm tra tủ lạnh lại chỉ nhìn thấy đồ ăn nhanh. Ruda lập tức nói không được uống rượu, hút thuốc và ăn đồ ăn nhanh, đồng thời không cho phép Yong-sik mặc quần bó, nó sẽ không tốt cho quá trình lưu thông máu. Nói là làm, Ruda lập tức biến thành một bà nội trợ cừu khôi, giúp Yong-sik dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tất cả đồ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của Yong-sik đều bị tịch thu. Thức ăn trong tủ lạnh được thay bằng đồ ăn tươi do Ruda mua. Khi kiểm tra các video ngắn trong máy tính, cô phát hiện ra chúng đa số đều là thuộc thể loại kỳ ảo. Lập tức nhắc nhở Yong-sik bớt xem các chủ đề giả tưởng. Ruda khuyên Yong-sik nên xem những chủ đề thực tế một chút để tăng cảm giác thực. Lúc này Yong-sik cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng. Giai đoạn chữa trị tiếp theo, Ruda đưa Yong-sik đi bơi. Yong-sik lần đầu nhìn thấy Ruda mặc đồ bơi thì lập tức đứng hình không nhúc nhích. Lúc này Ruda chủ động đi đến nói với Yong-sik rằng bơi có thể khiến cho thân dưới của đàn ông được luyện tập, thúc đẩy tuần hoàn máu và sự trao đổi chất của các bộ phận trên cơ thể. Từ lúc bắt đầu, Ruda luôn là người chủ động khiến Yong-sik ngoan ngoãn học bơi. Kết quả là cái tên Yong-sik này ở khu vực sâu 1 mét mà vùng vẫy như ở khu vực sâu mấy mét. Chưa bơi được bao lâu thì đòi lên bờ nghỉ ngơi, không ngờ Yong-sik lại tình cờ gặp phải oan gia. Hắn chế giễu Yong-sik có thời gian đi chơi mà lại không có thời gian cố gắng. Khèn gì mà kèm thế, kiếm mãi không được cô vợ nào. Lúc này Ruda mặc bikini đi đến phối hợp với Yong-sik giả làm người yêu bé nhỏ luôn bám lấy anh. Tên oan gia kia thấy vậy mắt liền sáng lên và nhờ Ruda giới thiệu cho anh ta một cô người yêu xinh đẹp như cô. Ruda lập tức nói rằng loại người háo sắc như anh không xứng đáng với bạn của cô. Nói xong liền kéo Yong-sik rời đi. Trải qua chuyện này, Ruda nhận ra rằng tình hình của Yong-sik rất nghiêm trọng, bị tên háo sắc kia chế giễu mà lại tự ti không dám phản kháng. Ruda bất giác nhớ lại ngày xưa Yong-sik là một người nhiệt tình và chính trực, gặp phải người cần giúp đỡ thì anh chắc chắn là người xuất hiện đầu tiên. Tiếc rằng chàng trai tràn đầy nhiệt huyết đó dường như đã hoàn toàn biến mất kể từ năm đó. Sau đoạn hồi ức, Ruda về nhà tìm đọc các tài liệu liên quan. Trong tài liệu có một dòng thu hút sự chú ý của cô để người bệnh thoát khỏi ám ảnh. Hôm đó Yong-sik đang ngồi bên đường xem hai người nuôi chó đang cãi nhau. Câu chuyện đơn giản chỉ là chú chó đen kia đã làm cho chú chó chàm có bầu. Yong-sik nhìn chú chó màu đen với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ruda đột nhiên xuất hiện giống như ma vậy, đưa người đàn ông không có năng lượng này đi thay đổi phong cách ăn mặc một chút, sau đó lại đưa Yong-sik đi massage. Nhân viên massage mà Ruda muốn lại chính là bạn gái cũ của Yong-sik. Ruda cố tình sắp xếp cuộc gặp gỡ này còn giả vờ không biết đấy là bạn gái cũ của Yong-sik, dùng tất cả các từ ngữ để khen Yong-sik rất mạnh, đồng thời còn kể về những người bạn của mình. Thường chơi kỹ thuật của bạn trai không tốt, còn chế giễu bạn mình không có sức hút, lại còn không biết xem lại mình, luôn đổ hết trách nhiệm lên đầu bạn trai. Bạn gái cũ của Yong-sik vô cùng khó chịu. Sau khi massage xong, Ruda rất hài lòng với biểu hiện của mình. Nhưng cảnh tiếp theo khiến cho cô vô cùng tức giận. Yong-sik lại chạy đi cảm ơn bạn gái cũ những năm tháng đó đã ở bên anh. Tất cả những điều đó khiến cho bạn gái cũ của anh cảm thấy rất áy náy. Ruda vô cùng tức giận vì Yong-sik không nhân cơ hội này trả thù và thoát ra khỏi ám ảnh đó. Yong-sik không hài lòng với kế hoạch trị liệu của Ruda nên quyết định đường ai nấy đi. Trước khi đi còn nói một câu khiến cho mối tình đầu không nói lên lời.
Cô ấy từng là người mà tôi yêu sâu đậm, tôi không thể vì chữa trị cho mình mà làm tổn thương cô ấy. Không thể không nói rằng cảnh giới của Jomsik thật là cao. Trên đường trở về nhà, Jomsik nhận được tin nhắn chúc phúc của bạn gái cũ. Ân oán giữa hai người họ cuối cùng cũng đã buông xuống vì sự lương thiện của Jomsik. Mặt khác, những lời Jomsik nói đã ảnh hưởng rất lớn đến Ruda. Trở về bệnh viện, cô gặp phải Jiwik. Ruda nhắc lại quan điểm không làm tổn thương người mình từng yêu sâu đậm của Jomsik. Cô bắt đầu nghĩ lại xem mối quan hệ làm tổn thương lẫn nhau của mình và Jiwik có được coi là tình yêu hay không. Jiwik không nói gì cả. Sau khi Ruda đi, anh bắt đầu nhớ lại chuyện trước đây. 9 năm trước, hai người họ gặp nhau, lúc đó anh đánh bóng nên bị thương ở tay. Cô bác sĩ Ruda đi ngang qua đã nhiệt tình giúp anh băng bó vết thương. Từ lúc đó, Jiwik liền bắt đầu yêu thầm Ruda. Sau đó, hai người trở thành đồng nghiệp. Một năm trước, sau khi chia tay, Ruda rơi vào tuyệt vọng, Jiwik quyết đoán tỏ tình, cuối cùng cũng được hồi đáp. Cho đến ngày hôm nay, Jiwik không thể không bắt đầu suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người họ. Lúc này, Ruda đang nhớ lại những ấm áp mà kiên định của Jomsik khi nói về bạn gái cũ. Đột nhiên phân tâm nói rằng chàng trai lương thiện và nhiệt huyết năm đó hóa ra vẫn chưa biến mất. Đêm đó, chàng trai Jomsik gặp phải ác mộng, trong giấc mơ của anh ta nhìn thấy con cháu của chú chó đen. Con nở nụ cười chế giễu anh ta. Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, Jomsik đi đến tiệm tạp hóa mua đồ, bị bà chủ khinh thường vì dùng thẻ để thanh toán số tiền nhỏ. May là Ruda kịp thời xuất hiện giải vây cho anh ta. Ruda xin lỗi vì kế hoạch trị liệu ngày hôm qua, Jomsik cũng nói rằng hôm qua anh có hơi kích động. Anh cũng cảm ơn Ruda đã quan tâm đến mình và đồng ý sẽ phối hợp với cô để chữa trị. Ruda dưới sự hướng dẫn của giám đốc nhanh chóng tìm được cách chữa trị mới, dùng một người phụ nữ mới để kích thích Jomsik. Ruda là mối tình đầu của Jomsik nên cô là liều thuốc dẫn tốt nhất. Từ đó Ruda vô tình làm hỏng bóng đèn, vốn định nhân cơ hội nhờ Jomsik đến sửa hộ để tăng độ thân mật da thịt, giúp được cậu bé của Jomsik có thể cương lên, lại không ngờ rằng hồ đi lính Jomsik phụ trách nhiệm sửa chữa. Ruda chưa kịp làm gì thì Jomsik đã sửa xong rồi. Nụ cười trên mặt Jomsik khi bật đèn kiểm tra còn vui hơn cả trúng số. Đúng vào lúc này lại có biến xảy ra, bóng đèn rơi xuống, Jomsik lấy thân mình để bảo vệ Ruda. Kết quả tóc Ruda lại bị kẹt ở khóa áo của Jomsik. Sau một cuộc xáo trộn không đầu không cuối đó, hai người ngồi uống cà phê ở ban công. Ruda nói rằng mình suýt nữa thì mất bộ tóc dài. Jomsik an ủi cô rằng tóc ngắn cũng rất đẹp, giống như nữ chính của phim Leon. Thời gian quay trở lại nhiều năm trước, ngày Ruda xảy ra tai nạn, chuyện cô và Jomsik cùng đi xem bộ phim đẫm máu kẻ săn đuổi đã bị bố cô phát hiện. Trong lúc tức giận, bố cô đã cắt tóc của Ruda đi và còn đưa cô sang Mỹ. Lúc đó Jomsik cũng đã từng khen mái tóc ngắn của cô. Hai người còn hẹn ước dù có ở hai quốc gia khác nhau thì cũng sẽ dùng email để liên lạc. Nhưng sau đó Ruda làm mất cuốn sổ ghi địa chỉ email của Jomsik nên hai người hoàn toàn mất liên lạc từ đó. Sau khi nhớ lại chuyện đó, Ruda nói với Jomsik rằng cô thất vọng về anh và cũng nể phục anh. Trên người Jomsik lúc nào cũng tràn đầy sự nhiệt huyết không bao giờ mất đi của tuổi trẻ. Đêm đó trở về nhà, Jomsik nhớ lại những lời khen mà Ruda dành cho anh vô cùng thích thú. Ruda ở bên này vì quá hưng phấn, hai chân cọ vào nhau không thể ngủ được. Cô đã tìm thấy một sự khoái lạc từ trên người của Jomsik. Hôm sau lúc đi làm, Ruda suýt bị xe đâm vào, Jiwik vì cứu cô mà tay bị thương. Hai người khó khăn lắm mới có cơ hội riêng tư bên nhau. Lần trước khi Ruda nói những lời của Jomsik đã khiến Jiwik rất xúc động. Anh ta nhân cơ hội này để nói ra nỗi lòng của mình. Lúc tốt nghiệp, Ruda lại chọn khoa tiết niệu, nơi không được mọi người xem trọng. Jiwik luôn cảm thấy Ruda rất dũng cảm, làm chính mình thật là ngầu. Jiwik vì tự ti nên chỉ có thể dùng những lời cay nghiệt để đàn áp Ruda. Bây giờ Jiwik sẽ buông bỏ lòng tự trọng nực cười đó đi và dùng sự chân thành để ở bên cạnh Ruda. Dưới sự ảnh hưởng của Ruda, Jomsik đã thay đổi rất nhiều, anh ta cố ý cắt một kiểu tóc mới trông có sức sống hơn. Lúc đến bệnh viện tìm Ruda thì lại có biến, anh ta vô tình nghe được chuyện Ruda và Jiwik cá cược với nhau, còn từ trong những câu chữ đó nghe ra rằng không thể qua lại với một anh chàng xuề xòa như Jomsik. Thời khắc đó, Jomsik cảm thấy mình như một trò đùa, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà, Jomsik dùng nước mắt rửa mặt. Khi màn đêm dần buông xuống, nỗi buồn trong lòng liền biến thành sự phẫn nộ. Anh lao đến bệnh viện với vẻ mặt dữ tợn và chặn Ruda lại, trong ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Tập phim kết thúc. Đau lòng thay cho Jomsik 3 phút, khó khăn lắm mới bước ra khỏi vũng bùn tắm sạch sẽ mà lại bị đạp xuống vũng bùn lần nữa, bị lấy ra để cá cược, bị khinh thường, cuối cùng lại bị nhấn chìm một lần nữa. Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Nếu yêu thích bộ phim này thì hãy nhớ like và theo dõi kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo.